mình là quá thì sẽ tiêu ra quán của chị mà chị bảo nó mà tiêu ra quán ở xử lý á. The central angle is twice the inscribed angle subtended by the same arc. Nó rồi hôm mai được cụ đề bỏ mà tu nhì đệ hôm bài bỏ nó tu đệ hôm mai được cụ đề bỏ hôm mà khăn sang tha đồ thao đi a cha hôm mai mà khăn sang tha đồ thao ý là xa chị ấy. Rồi chứ mà thì chế độ thì mà sau này liệu chị mẹ số lưu chị nhé thì hôm mai nghe AB hôm mai nghe AB á hôm mà khăn sang tha đồ thao AOB không biết nó alpha lúc ý thả đấy. Nó được cả cha hôm mai số rồi tôi hôm mai nghe phía đề rồi cho cha hôm mai ngạ hôm mai gì bọn nó hôm mai gì bọn mà chỉ để em mà xì mà tòa bị thi này để đọc tuyên thi đọc ở bên đó anh có ACP là cha mình tôi cho bị đã lục bị thả đấy hay cha hôm mai được cụ đề anh ấy bị đó hôm mà khăn sáng tha đồ đào đi à cha hôm mai mà khăn sáng tha đồ đào ý nên sai chỉ để là cha cụ đi xe đó anh có AOB đi anh có ACP nên sai nó rồi alpha beta này biểu mẹ suy alpha equal to 2 beta chết đấy tu ye same arc a b a jam lo arc a b subtend angle a o b and angle a c b ok no nó thứ cuối bậc gì à nó thứ bậc hôm mai gì p s r p s r hôm mai gì à này bố hôm mai khăn xong thay để đăng tì đa chỉ đấy nó thứ cả ai p s r hôm mai gì à này bị đó cha hôm mai ngày mà khăn xong thay để đăng nó khăn mai chỉ đấy giờ tì đa thì khăn mai nó sạc bộ à cháu angle POR equal to angle PQI là sai chỉ đấy thì ta equal to 2 gamma rồi tu mà rồi thì hôm mai được phụ đề cả nó hôm mai chỉ chỉ đấy arc PSR này khăn sáng thả ra chỉ đấy rồi phần mà lúc biển biểu mẹ số ý hôm mai được phụ đề anh ấy biểu hôm mai khăn sáng thả đồ đang thì à cha hôm mai mà khăn sáng thả đồ đang ý là sai chỉ đi nó đã tiêu ra ngoài vậy tôi mà coi ra đi quan 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 chú sĩ để tôi gọi dân chị nó sau đó coi ra đi quan 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 inscribed angle subtended by the same arc are equal sau đó inscribed angle là so cả thì adrenaline thì đạo bỏ nó same arc vô mai được cụ đề này ví dụ khăn sáng thả đó đạo này à lâu thì tu nhìn này thì mà đó chế độ alpha hay beta hay down hay down mà beta đó ok vậy nó a b số đấy thì hôm mai liền này ví dụ hôm mai ngày liền này ví dụ nó ở cha sau hôm mai mà khăn sáng thả để down này em nhái xuôi luôn vậy a b được cụ đề là khăn sáng thả để down chỉ cái ai down này à lâu thì tu đấy rồi hôm mai được cụ đề là khăn sáng thả đó down này à lâu mà phiền đấy tu đấy của nó ta cho alpha equal to mà phiền mà đấy beta là cho angle ACB and angle ADB are inscribed angle subtended by arc AB. Nó có ra đi 1.2 á. An inscribed angle subtended by a diameter is a right angle. Ok nhá. Rồi thì ở trên thì đang số đề thêm mà. Ở trên miệng à này bị rồi. Nó ở trên miệng à này bị rồi đó. Khăn sáng thả đấy. Sau anh chàng này mà nó khăn sáng thả để đọc số gây lưu xuyên ấy thì đọc thì đọc mà chết đấy cô sẽ thì kiểu chết đấy đá đó có ra đi 1.2 vì nó rồi thì trên miền này bị được khăn sáng thả để đọc rồi thì trên miền chạm nó hôm mai á xin mi sai kẻ đi chết đấy nó ai xin mi sai kẻ đi mà chỉ đi để đọc thì cô sẽ thì kiểu chết đấy đọc mà chết đấy là dòng lưu thì mà AB is a diameter là phía mẹ số đối trên angle ACB equal to 90 degree. Ok nhớ, mình là quá.